Sáng ra ăn cơm cũng ngon đấy chứ. Mới ra một cái phần dồi này các bạn ơi, ta bảo là hẹ là nghèo hèn. Đây các bạn nhìn miếng này, nó sẽ không mềm như cá hồi, mà nó cũng không là kiểu bở bở như cá ngừ. Hơn 800 nghìn thì một buổi sáng thì cũng phải ấm bụng. Chào buổi sáng, vui sang ngày cuối cùng mà Ninh có mặt tại đây trước khi mà Ninh lên tàu để lên Seoul. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Ninh sẽ đi công viên trong Busan, cũng như là đi khám phá những cái hàng mà mình đã nốt lại mà chưa kịp đi ăn. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel Ninh Tito. Và trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram, TikTok, YouTube, Facebook Ninh Tito hoặc Ninh Ý Tình. Còn bây giờ thì túi đã tụt, chắc chắn là đã đói để có thể phải nạp năng lượng rồi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi ăn sáng nhá. Buổi sáng ở đây thì sẽ không ăn bún miến mì phở đâu. Người ta ăn mấy cái món gì bây giờ thì Ninh sẽ dắt các bạn đi ăn. Hiện tại thì Ninh đang có mặt tại quán Sancheon Wagyu Bibimbap. Thì hôm trước chúng ta đã ăn một cái quán súp thịt bò, hôm nay chúng ta sẽ ăn một quán súp thịt lợn nha các bạn. Ở đây thì Ninh có một bát cơm thịt lợn, cơm súp thịt lợn nha. Đó, còn ở bên này thì Ninh không hiểu vì sao mà cơm lại được để riêng với súp. Thì cũng không biết cái này có điều gì khác biệt, nhưng mà đây nó sẽ thuần là thịt lợn thôi. Ở đây không có lòng. À, có muốn ăn lòng không? Và cô ấy giới thiệu là mình sẽ cho cái mắm tép này vào. Nên không biết đây có phải là mắm không hay là cái gì, nhưng mà đây chắc chắn là con tép rồi. Nó nhỏ xinh xinh, cho một xíu thôi, không có sợ nó chua ấy hoặc là nó mặn vào trong cái bát này. Đó, xong rồi trộn đều. Các bạn sẽ thấy đây là thịt kiểu thịt ba chỉ với thịt thăn nhỉ. Đó, Ninh vừa gọi thêm một suất lòng rồi. Ở phía bên trên này là hành. Cái này là hành paro đấy. Rồi, xin mời, Ninh sẽ nếm thử cái nước trước. Ngọt thế. Rất là ngọt. Các bạn biết cái nước luộc thịt không? Nó không phải là kiểu nước trong đâu. Nó là kiểu nước hơi đục nha, vì kiểu nước luộc thịt ý. Bạn nào nấu ăn chắc biết. Thì nước này y hệt như vậy. Rất là ngọt và thơm nữa, không bị hôi. Cái này thì sẽ chấm với cái gì ta? Ninh sẽ cho vào đây một chút tương ớt cho nó cay cay. Nhưng mà thịt lợn này hơi mỡ nha, có thể ăn bỏ mỡ được không ta? Sáng ra ăn cơm cũng ngon đấy chứ. Các bạn có biết là người Hàn có một cái văn hóa là khi ăn không được cầm bát lên không? Thế mà mấy ngày hôm nay Ninh vẫn cầm. Các tập trước có những bạn nói rồi là anh ơi, khi ăn ở bên Hàn thì không được cầm bát, tại vì là cầm bát lên thì người ta bảo là nghèo hèn thì mới cầm bát lên. Nên là ở người Hàn người ta kiểu văn hóa ăn của họ là sẽ xúc vào một thìa như thế này, sau đó sẽ phải ăn hết cái thìa này luôn, thậm chí là còn không được để lại cái gì trong cái thìa. Đó, thật ra thì mình nghĩ rằng là nó là văn hóa thôi. Mình đi thì mình có thể làm theo hoặc không. Nếu mà làm theo thì mình có thể ok, người ta đỡ nhìn, đỡ dòm ngó các thứ. Nhưng mà thói quen mà. Ví dụ người Việt ăn không thể không cầm bát lên được. Thì tùy văn hóa mỗi nước thôi. Nên là dù các bạn có bảo là anh ơi không được ăn như thế hay các thứ, thì mình nghĩ rằng là nó do thói quen và do cách lựa chọn của các bạn. Nó không sai là được. Còn lại thì mình đi trải nghiệm mà mình là người nước ngoài, chắc người ta cũng sẽ không quá phán xét về cái vấn đề đấy đâu. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đợi lòng. Mình sẽ đợi lòng ra để ăn. Ấm hết ở bụng. Chào buổi sáng nhé. Chào buổi sáng mọi người nhé. Đấy, cái bát của anh có khác gì đâu. Anh nghĩ có thể là do mình muốn, do bởi vì mình không cái biết phần thịt đấy ngon hơn. Không phải đâu, nó cũng có cả mỡ, cả nạc, ba chỉ nói chung. Ừ.
đồ nước luộc thịt không? Cái này thì nó là nước luộc thịt và nó có một chút hạt tiêu, không quá béo và nó cũng không quá mặn nhỉ. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích ăn mặn mặn một chút thì chắc là cái này sẽ hơi nhạt đấy. Người ta có để muối để mình ăn đấy. Bây giờ anh sẽ ăn thử một thìa cơm với lại một phần thịt này. Đó. Và một phần kim chi. Ok, kim chi. Ngon phết đấy chứ. Rất là ngon. Nhưng mà bởi vì nó chỉ là nước luộc thịt nó hơi nhạt ấy, cho nên là cái món này nó sẽ giống như là các bạn ăn cháo buổi sáng ở Việt Nam vậy thôi. Nó là súp ấy. Nó gọi là cháo, cháo súp. Ui, mới ra một cái phần dồi này các bạn ơi. Dồi này có cả miến, rất nhiều miến nha. Đấy, xong rồi mình sẽ chấm cùng với cả cái này. Bây giờ Ninh sẽ chụp lại một con ảnh đã. Các bạn nhìn thấy không? Một miếng rồi, rất là nhiều miếng. Trong đây có cả rau, có cả cà rốt. Đó, và mỡ. Ninh sẽ chấm với cả cái nước sốt này. Nó không kiểu rồi mình là rất là nhiều tiết đâu. Ở đây nó rất là ít tiết các bạn ạ, ít tiết, nhiều miếng nên các bạn ăn nó sẽ thấy nó hơi dai dai một chút và nó không bị bợt bột. Có điều rằng là vị của cả cái quán này nó sẽ hơi ngang ngang nhỉ, nó không kiểu quá đậm nên là ở vị nó hơi ngang ngang một chút đấy. Các bạn chấm nhiều sốt vào thì nó sẽ ngon hơn, nó đỡ bị ngấy. Nếu không là cái này các bạn ăn các bạn sẽ thấy nó hơi ngấy này. Chấm nhiều sốt. Quán này ấy, giá cả thì sẽ là một phần rồi này là 20.000, à 25.000, một bát súp này là 10.000. Các bạn có thể ghé cái địa chỉ mà Ninh để dưới phía mô tả video để tham khảo nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ ăn đây. Tại vì quán không có ai mà chúng mình cứ ngồi nói thì ngại lắm. Nên là ăn đây và sau đó thì chúng mình sẽ đi công viên trong Busan ngay cạnh. Các bạn ạ, các bạn có biết cái bữa này bao nhiêu tiền không? Bữa này 45.000 won. Rất là đắt. Ăn ngon thật nhưng mà đến lúc biết giá thì cũng thấy hơi đắt thật đấy. Đắt quá nha. Đắt quá. Và chúng mình ăn không hết nên là chúng mình còn phải mang về cái rồi để trưa nay có thể ăn trong lúc đói. Mà dù không biết là có lúc nào đói không nhưng mà không thể bỏ được vì nó rất là đắt. Bây giờ thì chúng mình đang ra trên đường ra công viên Yongdusan. Nắng đẹp không? Chiều qua thì âm u như vậy nhưng mà hôm nay nắng siêu đẹp. Ăn xong một bát này cũng ấm bụng đấy. Thôi thì hết hơn 800.000 thì một buổi sáng thì cũng phải ấm bụng. Bảo sao mà trên cái trang Google mọi người cũng nói rằng là cái món này hơi đắt. Đó, cùng đi công viên và chúng mình đi bộ một chút nhá. Sang đây đi bộ quen rồi, không đi bộ không chịu được. Yongdusan, Yongdu thì có nghĩa là rồng, còn San thì có nghĩa là núi. Công viên này thì rộng tận 69.000 m² các bạn ạ, nằm ở ngay Yongdu của Busan. Và ngay đằng sau Ninh đây là một cái công trình kiến trúc mà có lẽ là rất là nổi bật tại cái công viên này, đó chính là tháp Busan. Các bạn nhìn thấy không, tháp Busan thì cao 118 m và nó được xây dựng từ năm 1973. Nếu mà các bạn đứng trên đỉnh tháp ấy thì chắc chắn rằng là các bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố Busan, toàn cảnh cái thành phố cảng biển này một cách đẹp đẽ nhất. Và bây giờ thì Ninh sẽ vào trong. Đằng sau Ninh là cái đồng hồ này. Bây giờ Ninh sẽ vào trong và tham quan cái khu này một chút. Trong đây thì nó là một quần thể kiến trúc. Ninh thấy có cả đền chùa, rồi tháp chuông, rồi thì có tượng của một vị tướng nào đó và tòa tháp. Không biết là có được vào tòa tháp đấy không hay như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong nhé.
nắng đẹp quá. Sau khi chơi ở công viên trong Busan xong thì bây giờ mình đang đi ăn một hàng sashimi ở ngay cạnh gần ra biển chưa nhỉ? Gần ra biển rồi. Đó, mình sẽ để cái địa chỉ ở phía dưới phần mô tả video, các bạn có thể theo dõi nhé. Thì đây là một nhà hàng sashimi và mình thực sự là không biết chọn cá gì nên mình chọn theo chị chủ. Chị nhân viên sẽ có giới thiệu loại cá này. Thì cái bàn ở đây đặc biệt một cái là vừa mới ra đã rất là nhiều pan chan luôn. Bây giờ thì Ninh sẽ thử ăn cái cá này nhé. Đây các bạn nhìn này. Nhìn không biết phân biệt cá gì với cá gì luôn. Nhưng một miếng người ta thái khá là dài. Đó. Mình sẽ chấm vào đây. Miếng cá rất là dai. Dai kiểu dai tươi ý. Đó, và thơm, cái cá này rất là thơm. Đây các bạn nhìn miếng này, nó sẽ không mềm như cá hồi, mà nó cũng không là kiểu bở bở như cá ngừ, mà nó sẽ dai dai, ngon phết. Ngon đấy. Họ có cho mình cơm nắm mà, mình sẽ ăn với cả gừng. Ngon phết đấy các bạn ạ. Ninh đã hơi lo vì chả biết cá gì với cá gì. Ngon quá. Còn ăn được nha. Các bạn nhìn này, đây là cái phần bụng, nó vẫn còn cái lớp mỡ ở dưới luôn. Không biết là ăn phần này có ngậy lắm không. Này, nhìn cái miếng ngon không. Giòn giòn nữa cơ. Cái phần bụng rất ngon nhé. Phía đây, ở đây có rất là nhiều món và nhiều khay sashimi to hơn nữa. Nhưng mà Ninh không có bụng để ăn vì sáng nay lỡ ăn hơi no. Tuyệt. Rất là mong chờ cái món canh và cái món bánh hải sản của Ninh. Bánh xèo hải sản. Anh sẽ ăn hai kiểu nhé. Đầu tiên là một kiểu không có cơm trước. Dai thật. Dai nhỉ? Dai mà dai kiểu dai, không phải dai ngoách ấy. Dai nhưng mà con cá này có vẻ cũng không có vị tanh. Không có vị tanh. Mặc dù cá biển đúng không? Nó cũng không phải là có quá, nó không quá ngọt đâu. Nó không ngọt như cá hồi đâu, nó nhạt hơn cá hồi nhiều đấy. Nhưng mà tươi, rất là tươi. Bây giờ anh sẽ thử theo kiểu là ăn một miếng gừng này, xong rồi một miếng này lên. Ok. Nice. Ui, trơn quá. Cái miếng cơm nó không dễ gắp. Ngon nhỉ. Sao dùng mình? Vì ngon quá. Các bạn ơi, cô nhân viên vừa mới hướng dẫn mình, gọi là mình cuộn cả lá vừng, select, kim chi cải, kim chi muối. À không phải, đây là bắp cải muối, cải thảo muối và cá, rồi một cái chút tương ớt, hành, vừng, dầu mè. Chúng mình có gọi thêm một nồi canh rong biển. Ui, lửa hơi to. Anh múc cho em một bát. Ui các bạn ơi, trong canh rong biển này có cả trứng của con gì ấy, với cả
như kiểu ngao được cắt mỏng, mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nó sẽ là một cái bát canh hải sản. Ui, thơm mùi hải sản dã man. Cũng ngon đấy, nhưng mà vốn dĩ rong biển nó đã hơi tanh tanh rồi. Các bạn nếu mà ăn với hải sản thì nó sẽ hơi dậy cái mùi tanh hơn một chút. Nhưng mà Ninh ăn được nên là thấy ngon phết. Nước nó khá là thanh. Đây hình như là thịt ốc. 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 Hơi tanh nhưng mà ngon. Trời ơi, bảo sao cái gì cũng 2-3-40. Tại vì nó siêu to. Đây là cái bánh hải sản của mình này, bánh hẹ hải sản. Cái bánh hành đấy. Ôi. Rất là tươi. À, rất là nhiều hành chứ. Có cả hành tây, hành lá, hành taro. Nhưng mà ngon nha. Cái bột nó hơi bị nhão một chút, nhưng mà vẫn ngon. Cái vị bột ngon. Món này bột nó hơi nhão với cả hơi nhiều dầu. Hơi nhiều dầu một chút đấy. Ăn không hết đâu. Ngấy. Theo như dự đoán của Ninh thì cái phần vàng vàng này là có nhum ấy mọi người ạ. Nên là nó làm cho cái nước nó vẫn hơi tanh. Hơi tanh nhưng mà cũng được, không quá thích lắm. Úi dồi ôi. Ăn gần hết xong chúng mình phải chạy đua thời gian để bây giờ về lấy hành lý đi ra ga, đi KTX lên trên Seoul. Các bạn ạ. Ăn no xong đi nhanh, sắp hết cả bụng rồi. Hello các bạn, hiện tại thì mình đã có mặt trên tàu rồi. Và nói chung là tìm tàu cũng khá là dễ. Và tàu cũng có khoang để hành lý riêng, có nước uống bán trên đây nên là cũng khá là thoải mái. Bây giờ thì mình sẽ có khoảng 3 tiếng đi từ Busan tới Seoul. Thì đúng chính xác là train to Seoul, không phải chuyện từ buổi sáng. Nên là hẹn gặp các bạn lát nữa nhé. Trên đường mà có cái gì đẹp đẹp thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Hello, hiện tại thì Ninh đang có mặt tại Seoul rồi. Và chúng mình đang check in tại phòng các bạn ạ. Cái phòng ở bên này thì nhỏ hơn một chút, trong khi giá nó cũng khá là mắc nha. Đó, thì các bạn có thể thấy, thật ra qua đây thì nhìn nó rộng thôi, chứ còn nó cũng không có rộng lắm. Phía bên này sẽ là tủ, xong rồi có quầy đun nước với các thứ luôn. Phía bên này thì sẽ có một cái cửa sổ và có một cái ghế ngồi phía này. Cái ghế này chính là rất tốn diện tích, không cần. Bên này là tivi. Cái giường nó cũng nhỏ nhỏ thế này thôi này. Còn đây là nhà tắm. Đó. Khách sạn bên này nhỏ hơn mà đắt hơn đúng không? Phía bên này sẽ có quầy dép. Đấy, nhỏ nhỏ thế này thôi. Bây giờ chúng mình sẽ unpack đồ và nghỉ một chút trước khi đi khám phá Seoul nhé. Các bạn, hiện tại thì Ninh đang ngồi tại một quán và cái quán này thì tìm được địa chỉ nó rất là khó. Gọi là cái gì Mandu ấy nhỉ? Đây, Ninh sẽ tìm cho các bạn cái tên. Quán này tên là Bukchon Son Mandu Insa. Đó. Và hiện tại thì Ninh đang có một cái phần này. Phần này là Kyun Modium Mandu. Nó có rất là nhiều các cái loại bánh mandu khác nhau. Ở đây sẽ có một cái mandu chiên này.
nó như kiểu một cái bánh gối của mình ấy. Đó, ở đây thì sẽ có một cái phần bánh có con tôm ở trong. Như này, các bạn nhìn cái đuôi tôm không? Đây sẽ là bánh kiểu rau củ. Đó, và có những cái viên như thế này, như kiểu viên xíu mại ấy. Đấy, Ninh đang ngồi hơi quay vào trong thì nó sẽ hơi tối một chút. Thì bây giờ ăn nhé. Đây, các bạn sẽ có cái củ cải chấm cùng với cả cái xì dầu. Nên sẽ ăn cái viên này trước. Nè, nên sẽ chấm vào đây. Giống viên xíu mại ghê. Nó hấp rất là ngon và mềm. Mùi thịt rất là thơm. Cái vỏ bánh này thì nó sẽ khá là mỏng nha. Quán này thì bán cả Namyeon nữa nhưng mà là mì lạnh. Nhưng mà mình sẽ chọn quán khác để ăn. Vỏ bánh rất là mềm, nhiều nhân. Ngon quá. Mình sẽ ăn củ cải. Củ cải tự lấy, giòn tan luôn. Chana. Mình sẽ chấm một cái bánh chiên vào đây. Hơi dầu một chút. Nó rất là to. Ở trong có miếng. Ở trong có miếng các bạn ạ. Bánh hấp ngon hơn. Bánh chiên hơi ngấy nha. To thế này ăn thế nào được. Wow. Ở trong nó là, nó chính là cái bánh chiên. Nhưng mà cái này nó sẽ không chiên. Và có kim chi nữa. Bánh này có kim chi. Phần mình gọi là 15.000 won. 15.000 won nha các bạn. Ninh sẽ tranh thủ ăn đây. Quán đang hơi đông một chút. Sau đó thì chúng mình sẽ cùng đi ăn tối. Đây chỉ là ăn xế chiều ở phố Yên Sơ Đông thôi. Hôm nay đức sáng ghê. Lúc nãy mình quay tối om. Ngon. Rất là ngon. Bánh hấp ngon nhỉ? Bánh hấp rất là ngon mà quan trọng là nó làm size to. Trong cái bánh này giống bánh gối ở Việt Nam nhỉ? Được, trong này có nhân gì ấy? Trong đây á. Nó sẽ đây như... Đây cơ. Đây á. Nó như bánh gối bình thường nhưng có miến. Yeah. Miến sợi to của Hàn Quốc. Nói chung là ăn khá giống... Xíu mại ở nhà. Không bị mặn. Là một suất này là hai người ăn là sẽ hơi no. Gần như là ăn tối luôn rồi ấy. Tại vì em muốn gọi để ăn thử hết các vị. Cái viên này ngon này. Xíu mặn. Cái này thì hơi dầu một chút. Mấy cái này đều ngon nha. Mấy cái này đều ngon nha. Ninh muốn quay lại cái lối vào cho các bạn biết. Tại vì nó không nằm ở địa chỉ mà trên bản đồ người ta ghi đâu. Các bạn sẽ đến đoạn đây ngã ba Bona Museum Buginsa Madang State Nasa. Đây thì các bạn sẽ thấy cái biển này, hoặc các bạn tìm cái chỗ này, các bạn có thể tìm cái chỗ ở đằng sau này thì nó sẽ rất là dễ để tìm đó. Và nó nằm ngay cạnh cái tổ hợp mà bây giờ thì chúng mình sẽ đi. Cái tổ hợp này thì có rất là nhiều, nó là tổ hợp kiểu đồ thủ công handmade thì nó có rất là nhiều những thứ hay ho và thú vị. Các bạn chỉ cần tìm đến cái tổ hợp đấy thôi thì các bạn sẽ thấy cái quán nằm ngay bên cạnh nhá. Bây giờ thì cùng đi khám phá cái tổ hợp đó thôi. Đây là đường phố Instagram buổi tối. Cũng không quá đông tại vì hôm nay không phải là cuối tuần. Và nó khá là lạnh đấy. Nó khá là lạnh đấy. 잠들지 못한 쓸쓸한 이 밤 위태로운 달 그림자 비틀거리다
담배 타실까 씁쓸하니까 연기처럼 지난 기억이 비어오른다 Starry night, starry night, starry night 별 헤는 밤 너 하나의 맘을 기대어 본다 아무 의미 없겠지만 Mọi người ơi, Ninh thấy họ có bán một loại kẹo bánh hay kẹo gì đó Ninh sẽ ăn thử Đây, một cái hộp này thì sẽ có 10 miếng nha Nhiều, như kiểu candy cotton nhỉ Nhưng mà không biết cái này có phải ăn lạnh không? Có phải ăn lạnh đấy Ninh gọi peanut, vị peanut Ui, nó trắng trắng bột bột nha Đây Nó dính răng lắm Nó giống kiểu peanut ấy Các bạn đang ăn kẹo lạc ấy Nhưng mà cái vỏ nó bột bột, nó dính dính Buồn cười ghê Đây Các bạn nhìn cái texture xung quanh này Nó sợi sợi này Nhưng mà ăn này dính răng quá Hay là bị peanut dính răng Cũng dạ đó Xin mời Trông đây như kiểu sợi tơ nhỉ Ừ Mà nó không phải đường đâu Thế á Không nói được dính răng bởi vì là vào nước bọt một cái là nó đã như kiểu nó là dính răng nữa như kiểu bò bì ấy nhở không cả về bò bì ấy nhưng nói chung là nó rất dính Tối hôm đó thì lúc đầu chúng mình định đi ăn lươn nhưng mà đến nơi thì quán nó đóng cửa tại vì khu đấy thì nó cũng hơi xa nên là tìm mãi thì ở trên bản đồ có một cái quán này và cái quán này nếu mà các bạn search tên thì nó sẽ có cái tên là Changa Chip. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái địa chỉ ở đây mà Ninh đang bán nó mở đến khá là muộn thì Ninh đã tạt vào đây và gọi thì ở đây nhìn nó cũng chỉ có một cái món gà nướng thôi nhưng mà cái phần thịt ở bên trong thì phải nói thực sự với các bạn là nó rất là mềm Ui, các bạn nhìn thấy không? Cái miếng gà mở ra nó thơm, nó mềm dã man. Ở phía bên trên thì sẽ được rắc một chút gia vị. Và mình đã gọi là có một cái bữa ăn cũng thật là ngon. Cái quán này thì không gian của nó khá là tối, chiêu chiêu. Và Ninh thấy là rất là nhiều các cái bàn ăn khác họ đi nhậu các bạn ạ. Mình còn gọi thêm một cái phần mì lạnh đi kèm nữa. Thật ra thì đây là một cái combo luôn đấy các bạn ạ. Ở giá cả như thế nào thì riêng cái quán này Ninh sẽ để giữ lại. Check lại một chút và các bạn có thể lên Instagram Ninh Eating của mình để có thể check nhá. Đó, mì ở đây thì hơi mát mát, hơi cay nha. Nhưng mà ăn với cái phần thịt gà thì nó khá là ngon. Các bạn gắp một miếng thịt gà cho vào một sợi mì và húp. Mì này thì có thêm một chút rong biển và có thêm một chút cái bắp cải nữa. Nên ăn cũng khá là hợp. Ninh thì thích nhất là cái phần da gà ở đây các bạn ạ. Trời ơi, ăn cái da gà nó mềm, nó thơm đấy. Ông Đức, ông ấy cũng thích luôn. Và... chẳng hiểu đã tỏ kiểu gì. Ui, đây. Riêng phần này là một cái phần rất là đặc biệt. Tại vì là mình không nghĩ rằng là ở phía dưới con gà lại có một cái phần xôi. Nhưng mà xôi này thì nó lại hơi nhão. Nó nhiều nước và nó hơi nhão nha các bạn. Nhưng mà mình thì mình không quá thích cái phần xôi lắm. Mặc dù ăn thì cái vị nó cũng được, cũng ngon nhưng mà... Nói chung là cũng bình thường các bạn ạ. Thôi
thôi, Ninh đùa đấy. Bill này hết 32.000 won, tương đương khoảng 569.000 các bạn ạ. Và mình cũng không quên là lúc nãy trên đường đến thì còn một cái hộp dâu mua có 10.000 mà ăn ngon dã man. Hẹn gặp lại các bạn trong tập thứ 4 Food Tour tại Seoul nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các tập lần sau. Bye bye.